Với mục tiêu chia sẻ một số kết quả đã đạt được và định hướng nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa tổ chức hội thảo Xu thế phát triển, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, robot và vật lý. Tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, với 7 đơn vị nghiên cứu liên quan, thời gian qua, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo Ứng dụng chuyển giao những công nghệ mới có tính thực tiễn cao như máy tạo đá tuyết từ nước biển, chế tạo và chuyển giao thành công nhiều mẫu máy bay không người lái UAV Pelican cánh bằng, lên thẳng dạng trực thăng DF26, vệ tinh Micro Dragon, máy hỗ trợ khử khuẩn vết thương hở công nghệ plasma lạnh, robot 6 bậc tự do, hệ thống phần mềm phân tích đánh giá thông tin bán hàng trực tuyến, quản lý báo chí trên mạng internet để tiếp tục phát huy kết quả này và đẩy mạnh phát triển các công nghệ trong mảnh ghép phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời gian tới, hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học viện Hàn Lâm trao đổi, thảo luận cùng định hướng cho sự phát triển của lĩnh vực này, góp phần thực hiện nghị quyết năm 2 của Bộ Chính trị và đề án chuyển đổi số của Chính phủ.